Cô Lý hỗ trợ nước bảy là miễn phí cả năm. Vậy hả? Dạ, bảy cứ trời lấy quá. bình thường. Thôi cảm ơn. Nếu mà có youtuber nào qua đây quay quay á thì ông bảy cứ nói là nếu mà nhờ đi lấy giùm nước cả ba nha. Tại vì con còn bận trên núi nữa. Vậy nước này, nước này với nước này là bao cả năm luôn. Vậy hả? Dạ cả năm miễn phí luôn. Vậy hả? Con mới đưa tiền thôi. Trời ơi vậy á. Dạ. Vỗ tay nè. Anh đi từ thiện của mày cũng vỗ tay thôi ha. Dạ. Là có ý nghĩa. Dạ. MV mến chào tất cả cô chú anh chị đã vào xem video ủng hộ MV nhé. Thì hôm nay MV xuống núi thì MV có mặt tại chợ Cành Ná tối rồi á. Cô chú anh chị biết MV qua đây thăm ai không? Đã lâu lắm rồi á, MV chưa gặp Tám. Hôm nay là MV sẽ quay Tám nha. Thì nhiều người nói là Tám giàu nè, rồi Tám sướng nè, Tám có thịt heo. Thì có như là đồng nha. Thì cô chú anh chị còn Vi xem hoàn cảnh ta của Tám nha. Đó, xem Tám ăn như thế nào nha. Rồi Tám ăn thịt heo đây nè. Con chào Tám. Con chào Tám nè. Đây là chỗ Tám ăn thịt heo nha. Buổi sáng á. Buổi sáng heo, chiều ế quá ai. Có gì á. Con thấy không? Bé đâu còn gì đâu. Có gì đâu mà. Điều con thấy là nó ế quá trời. Dạ. Thì hồi sáng sáng là Tám bán ngoài chợ đó đó đúng không? Bán chợ, chợ, bán chợ, chiều ra chợ sáng bán. Mấy giờ mình bán đó? 5 giờ. 5 giờ bán đi tới 12 giờ. Ui. 5 giờ tới 12 giờ. Rồi từ rồi bắt đầu 12 giờ mình nghỉ mới tới 3 giờ bán mới tới chừng này lại. Biết là từ 12 giờ Tám đi đâu không? Từ 12 giờ Tám tranh thủ Tám nấu cơm nè, rồi nấu ăn, rồi Tám mang đồ ăn cho ông mày á. Ấy Tám là lúc nào con bí mật âm thầm giúp đỡ ông bảy nè. Thì Vi mới biết thôi. Cái lần Vi gặp thì Vi quay, không gặp thì Tám vẫn bình thường như thế thôi. Dạ. Thầy rảnh đó Tám đi, còn ví dụ như bữa nào Tám mắc thì thơ vậy. Ngoài giúp đỡ ông bảy ra thì Tám cũng rất giúp đỡ rất là nhiều người luôn á cô chú anh chị à. Thì vì Tám lòng của Tám rất là tốt luôn á. Theo Vi thì trời, nó mà Vi nói Vi khen đúng rồi không tin, nhưng mà thật sự là vậy đó. Thì nhiều cô chú anh chị nói ủa Tám chắc là giàu lắm mà Tám chắc là sướng lắm mà giúp đỡ người vậy đó, thấy đó không? Ấy giờ đây nè, giờ này Tám đang bán cái này nè, thì Tám bán như đây thì mấy giờ Tám mới hết hả? Bây giờ dọn nè con nè, bây giờ bán xong rồi bây giờ tiếp tục là mình dọn vô mình về mình nghỉ. Dạ, vậy bán về sao lời được Tám hả? Thì nói chung ra thì ngày nào nó cũng vậy mà, dạ. Mình hiểu ấy. Ngày nào cũng vậy, ngày nào Tám cũng vui. Tám ăn mà. Tám ăn ít, ví dụ như là bữa nào Tám làm lon gạo, Tám ăn nửa lon để còn nửa lon chia sẻ. Đó, Tám cũng bán trứng vịt hay Tám? Có, bán đủ thứ vậy, nói chung ra thích cái gì bán cái đó mà. Bán cánh gà nữa này. Bán cánh gà nữa nè. Cánh gà nữa nè. Sao còn nguyên thế? Bán chả lụa này. Thì con thấy còn nguyên luôn này. Bán cũng nhiều mà, nhưng mà chiều lại nó cũng còn. Chứ không có đỡ gì ấy lắm, cũng bình thường mà. Cho nên nó cũng vừa đủ à. Vi rất mong là cô chú anh chị ở Cành Ná với Lạc Tiến ai mà có ghé vào Cành Ná thì ghé vào đây nha. Là 8 buổi chiều 3 giờ đến giờ này, đến giờ là sẵn 6 giờ đó mà. Sắp bây giờ 8 giờ mà. Sẵn 6 giờ đó. Thì buổi canh sáng thì 8 bán ngoài chợ cho đó, vì Vi cũng quay video trên đó. Vì cô chú anh chị vào xem video trước nha. Bây giờ mà dặn vậy đi chợ ở Cành Ná đó. Đấy. Thì con mới xuống núi 8 à. Con cũng lên núi hết á. Lên núi chút bà thấy mà thế giờ bữa cũng có đoàn ra rồi xong đáng lý ra là bữa Tám rảnh Tám cũng đi á, nhưng mà chẳng qua là Tám thế mà đi cho là đi cho mà hả, mà công việc là công việc. Bữa đó thì có đoàn cô Hải á, thì vụ Tám mới vợ con cũng vụ Tám có trời luôn á, bữa nào rảnh qua nhà con chơi. Bữa đó trời ơi đoàn của cô Hải qua đó ca muốn ca 12 giờ đêm luôn. Vậy hả? Vui lắm, cực kỳ luôn. Muốn một đoàn nhạc mà nhà có lấy rẻ có 100 ngàn à, mà mấy tiếng nha, có 100 ngàn thì mấy tiếng luôn. Dạ rồi ngủ hát đến 12 giờ đêm mới ngủ á, ngủ đến 4 giờ uống cà phê nữa. Ui, đây là cháu hả? Cháu ngoại á. Trung thu cho Trung thu rồi. Bây giờ Tám vậy Tám bán nha. Tám bán rồi xong rồi thôi tụi con về, con đi thăm bà ba. Dạ thăm bà ba, lâu lắm rồi về thăm bà ba. Cảm ơn con cái đây nha. Thôi rồi Tám còn cho con còn hơn cái gì nữa. Rồi Tám là người luôn âm thầm giúp đỡ Vi á, cô chú anh chị à. Tám với ba là âm thầm giúp đỡ vợ chồng Vi á. Vi cũng nếu mà thay lời cảm ơn á là Vi không cảm ơn hết đâu.
không ăn hết được 8 đâu. Thôi con về nha, con đi thăm bà ba. Dạ thôi 8 bà ba nha. Dạ. Thôi bà 8 nha. Thôi cùng quay đi thăm bà ba nha, con tối về nha. Bây giờ mới đến Đà Nẵng đi thăm tám, lâu rồi mới đi thăm tám. Hôm nay sẵn thăm tám với thăm ông bảy, bây giờ cũng nghe thăm bà ba. Bây giờ sẽ hỏi sức khỏe bà ba nha. Con chào bà ba. À, chào bà ba nha. Bà ba khỏe không ạ? Phế. Phế ạ? Phế. Bà ăn gì chưa? Mới chưa. Chưa con, con mới đi nối xuống á. Vậy hả? Đầu dạ. Chưa mới xuống giờ đi luôn hả? Dạ. Về nhà chưa? Chưa. Chưa mà. Trời ơi con đi dữ lắm. Thấy em đang vui không? Kệ đi, đang vui à. Chèo núi quá trời à. Giờ có lên lại không? Thì về xong rồi sáng lại con lại lên lại mà. Dạ. Thì dự tính của con á thì hôm nay thì con qua đây. Còn có một cái cô Lý đúng rồi, cháu biết cô Lý gọi cho Vy á, thì cô Lý gửi 500 hỗ trợ tiền nước cho ông bảy cô chú anh chị thì hôm nay Vy cũng nuôi xuống Vy rút tiền, Vy cũng gửi cho ba nha. Thì con gửi ba nè tiền nước hỗ trợ ông bảy nha ba nha. Hồi trước ba có nhớ là cô Lý có gửi cho ba 200 không? Nhớ 500 nữa. Thì 700 thì lấy nước được bao nhiêu tháng biết ai biết, lấy nhiều lấy chứ, lấy hoài lấy quỉnh cũng được chứ. Dạ. Lấy cả nước thùng luôn nha. Lấy cả nước thùng luôn. Nước, lấy thùng nước. Dạ, lấy nước thùng luôn á. Lấy nhiều lấy rồi, có sao lấy nhiều lấy rồi. Ba cũng chịu nổi đấy, không sao đâu. Một trang lát là con xách một thùng cho ông mày nha. Bây giờ lấy xách đồng á. Xách xong nó có xách là cho lấy thùng không qua bà ba lại. Lấy thùng chứ. Lát nữa con qua lấy thùng. Nữa qua lấy một thùng nữa. Không con về thế này đi, con xách thùng cho ông bảy đi. Xong rồi để sáng mai con rảnh con lại xách thùng không cho ông bà. Không mất thùng đâu mà sợ. Mất thùng bữa giờ mất thùng mới mua lại 10 cái. Mất thùng ai làm mất thì nó đền thôi. Nó đền có 10 cái. Ông bảy mất đền bảy đền. Giờ ông bảy có cái lúc mà chơi cái thăm bà ba không? Ai? Ông bảy á. Có hả? Có chứ. Bà ba với ông bảy vui vẻ bình thường mà, có gì đâu đúng không? Vui vẻ đàng hoàng. ông có gì đâu, ông có gì mà với mình đâu mà mít lòng mít bề đâu. Dạ đúng rồi. Thì anh em đủ thương như thường vậy thôi. Chứ không có giận dữ gì hết đấy, giận dữ người dân làm gì? Ít trời gì đâu. Ông bảy hôm nay là như là không là mới trai á đúng không? Ông bảy hôm nay bị ốm. Ông quá trời hình. Bữa giờ ông qua, bữa kia ông được không? Bữa trước hả? Bốn cái bí đào. Chờ ba bốn cái bí đào biết ăn hay mà được ăn hay bữa nào tôi có ai cho tôi mì tôm xuống cho bà ít gói cảm ơn bảy nha. Đợi nó lá lành đùm lá dách. Dạ. Đợi nó khi nào anh có thì anh ăn anh cho tôi ăn lấy thảo. Không có dầu có thì cái ăn quan lại lấy thảo thôi chứ không có cái gì mà cách gì mà làm lại nhanh bảy nha. Để nó có gì thì giải quyết đi, đừng có để bụng. Dạ. Có gì nói đại nó xong ha, nó xong là xong. Nó xong là hết không? Nó cho hết đi rồi đừng để bụng thì cũng mệt lắm. Ai con thấy giờ này á sức khỏe của ông bảy không như xưa nữa, yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi. Ôi, con đi thăm bảy nãy á thì ông bảy đi không nổi rồi. Ông bảy đi không nổi. Lớn hơn đi không nổi đau đầu này kia nữa. Thì con xem thì con sẽ chở ông bảy đi đối huyết áp. Đối huyết áp ở miền Đà Nẵng mình có trạm y tế không à? Có ở trạm á. Cái xã. Trạm xã cho nào ta? Xã này xã chú cầu mới á. Cầu mới mình đi xuống Đà Nẵng. Đường mình xuống Đà Nẵng. Đường xuống Đà Nẵng hả? Cái trạm đó có không? Có. Thì trạm đó có đau huyết áp không? Có trạm đủ thứ chúa. Đâu có lấy máu không cơ? Có thử máu. Thử máu mà. Không có nói nội sao hát nội được. Biết sao mà xuống sức luôn không mà bà. Cái gì sao không buồn cái gì ha sao?
hai cái gì, cái gì ổng đâu có buồn cái gì đâu. Ừ. Nhưng mà buồn tại vì chắc cũng thiếu ăn hay là gì á. Thiếu ăn, thiếu ăn hả? À, buổi thiếu ăn đâu. Buổi giờ đâu có ăn uống gì đâu, có mày tao còn giữa. Dạ. Tao đây tao còn còn nhịn sáng kìa. Dạ. Hả? Đó. Rồng đó. Dạ. Rồng đó. Phải có anh Huy, vừa có anh Huy nó đi mua bánh đồ cho bà anh ấy vậy. Dạ thì thôi cái đó thì con, nếu mà con rảnh á thì con chạy qua đây mua ngày mai đi, ngày mai con mua đồ ăn sáng cho bà với là ông bảy nha. Ngày mai con ở đây chứ hôm mai con có chương trình phát quà Phú Quý 6-500 phần quà nữa. Vậy hả? Dạ. Phú Quý á. À, bà biết Phú Quý không? Biết chứ. Dạ, 500 phần quà chùa Phú Quý, cho nên là sáng nay mai con không lên núi. Sáng nay là con mua đồ ông bảy cho ba ăn sáng nha. Thì con sẽ coi ông bảy đi thử máu hoặc là đi đỡ áp cho ông bảy. Dạ, chích thuốc nữa. Chích nước không? Chích nước không? Dạ biết coi số tiền đủ hay không nữa. để ngày mai con tính sau nha. Ba ăn gì chưa ba? Ăn gì chưa? Ăn uống gì chưa? Dọn ăn nha. Không thôi, đây là cô Lý hả? Cô Lý. Cảm ơn cô Lý có lòng tài trợ cho bà ba đứa non rồi ra cho ông bảy xuống. Tụi nó sách thường khi sách dài sách vĩnh cũng được, sách viết thôi. Mày đừng có buồn, cho ủng hộ bà ba 500, 100 cũng giữ đây. Cũng trả tiền điện đồ còn dư nữa. Bà ba mua thuốc mua men đồ uống cũng nhờ cô Lý nha. Cảm ơn cô Lý. Bữa hỗ trợ 200 hả? Dạ đúng rồi. Bữa hỗ trợ 200 hả? Có 200 đó. Bữa cô hội cô Lý hỗ trợ cho bà ba 200 nữa. Lý cũng rất cảm ơn nha. Để ủng hộ cho ông Bảy. Đưa ông Bảy cho bà, cho ông khách với sách nồi nước bình đồ cho ông uống. Dạ, nước bình hình như là hết anh sao anh nhỉ? Hết đâu. Dạ. Hôm qua tôi hỏi thằng đó nó hết rồi, mình theo nó dứt trùng xuống không? Dạ. Hôm qua thằng đó nó chở sách của thằng bác. Dạ, một lát con sẽ chở nước bình cho ông Bảy. Con sẽ tầm đi qua. Con con chở nước cho ông Bảy rồi con về nha. Về à, con lấy cái cô về luôn, lấy cái khô nữa rồi bà ba, rồi ba cho cái khô nữa, trời ơi, cho vừa thôi nhưng cho nhiều con mấy đâu, dương chủ là lấy những cái bị nhà cá nữa, dạ cho nữa, đây bây giờ sẽ lấy nước uống cho bà bọn bảy, bảy là hết nước uống rồi á. Để lên xe hàng lát ra chợ đi. Đây vì sắp trôi cho ông Bảy nha. Tại vì ông Bảy hết nước vào cả tuần nay, cả 10 ngày đây chắc nước bị sắp chắc là hết rồi. Từ nay ông Bảy ngủ cho nữa. À, gió quá là gió luôn. Bắp tốt không? Đấy, mưa một cây mưa mà bắp tốt quá trời luôn nè. Xanh lè luôn. Đấy. Quay cho con chú trẻ xem bắp đây. Xanh chưa? À, bảy ngủ rồi. Đây ăn bảy hết nước rồi đấy. Đây hết luôn rồi. Bước bây giờ bảy có bước nào nữa nè. Nước này còn mới mưa đầy đầy luôn nè. Thêm mà có cây mưa nha. Mưa hôm qua chắc là to.
Ủa nước sao mau hết ta? Hả? Nước cũng qua đầy luôn rồi, giờ tắm hết rồi. Tắm mà. Mày làm gì nó hết ta? Ông bảy ơi. Con xin nó cho ông bảy nè. Hả? Con á, Vy á. Hả? Vy á. Ui, dạ. Tao nghe tiếng tụi bay tắt tao ra tụi bay chứ hả? Dạ. Tết phần đêm cho cực. Tết gần hết mà. Ừ, thì gần hết rồi. Dạ, gần hết, một xíu nữa là hết rồi. Dạ. Nếu mà không có xếp lần bậy không có nước uống á. Trời ơi, vậy dạ. Đây. Dạ. Cái bịch của bà ba thì để lại nha, vậy con dẫn con đem cho bà nha. Ừ. Đó là 50.000 luôn á. Trời ơi, sao đưa dữ vậy? Không phải, cái bịch này là mắc là 50.000. Thì cũng nó mình đổi là có 10.000 thôi vậy. Bảy đổi là 10.000 nhưng mà bảy là mắc bịch là 50.000 vậy hả? Vậy đó hả? Dạ. Mình đổi là có 10.000 thôi vậy đó, thử đổi gì tới 50.000. Không phải, cái này là có cô Lý hỗ trợ với bảy là miễn phí cả năm vậy hả? Dạ, bảy đổi lấy nước bình thường. Thôi, cảm ơn. Nếu mà có chú tích bơ nào qua đây quay á thì ông bảy cứ nói là nếu mà nhờ đi lấy giùm nước bà ba nha. Tại vì con còn bận trên núi nữa. Vậy nước này nước này với nước này là bao cả năm luôn. Vậy hả? Dạ, cả năm miễn phí luôn. Vậy hả? Con mới đưa tiền thôi. Trời ơi, vậy á. Dạ. Cảm ơn quá trời luôn. Này hôm qua bà vui quá trời, bà nói ồ con bảy qua thăm ba rồi, bà vui. Ông bảy còn cho bà 4 trái bà bí nữa. Tao cho bà bữa hổm 4 trái bí. Vâng, nhớ mút dạ. Mút của con chồng á, bữa nay trái bà lớn có trái hả? Có trái bà lớn chưa? Diễn qua đám mưa lớn quá mẹ. Dạ, đám mưa quá trời, bắp gì xanh lại luôn. Đó xanh mịt trên trần đám mưa. Dạ, ngày mai là con tới đây mua đồ sáu trăm bảy rồi con chở mày đi đo huyết áp. Đồ huyết áp hả? Bảy huyết áp á. Thôi con hơi khỏi rồi. Không, cái huyết áp á là nó dẫn tới đột quỵ á, mà đột quỵ lần bảy nằm tại chỗ mà ai nuôi bảy? Ông bảy phải tính chưa? Cái này là con mai con là không lên núi, nhưng mà con định không lên núi, con đây con chuẩn bị cho trạm xá cành lá nè. Bây giờ ngày mai con phải chuẩn bị đi đo lần nữa. Dạ, đo con mày có huyết áp không nha. Vậy đó hả? Huyết áp hoặc là huyết áp dẫn đến là đột quỵ. Nhưng mà đột quỵ là ông mày đâu có đứng được đâu, mày cứ nằm lèo trên giường luôn. Ai nói đột quỵ mà đi liệt luôn á, chết luôn á. Thì đó, huyết áp dẫn đến đột quỵ đó. Nên là ngày mai là con sẽ chuẩn bị đi huyết áp. Thì con tổ chức đi thì tao đi chứ. Mai khoảng 7 giờ mấy nha, con tới đây nha. Con mua đồ sáng giờ mà. Mới tao không có đi lượm ba chai mũ. Tháng 7 này đợi nè, phải nè. Trời ơi, gì mới nghỉ mấy bữa đó. Con chó vậy thấy không? Mà cái bây giờ mày cười. Ba nói mày cho ba 4 cái bí vui quá trời. Cho ba 4 cái bí. Mà một có mua ba có trời lòng này con có thăm bà Tám nữa. Vậy hả? Con có thăm bà Tám. Bà Tám ở trên đó đó. Bà Tám thịt heo ha, con Tám thịt heo ha. Mới nói chuyện vui lắm. Bà Tám nói hôm qua gì đó, bà Tám có đây ăn uống này nè. Tao cũng nhắc mày nè. Dạ. Với bà nó cũng nhắc mày, nó là bị nó cho một nồi bánh canh nè. Rồi tao là phải có quy nó ăn tiếp nha. Dạ. Còn này không có, rồi mẹ ăn tao ăn lựa cái thịt trong à. Dạ. Còn nhiều quá thì sao ăn nổi. Dạ. Sáng tao ăn được mớ, còn nhiều tao đổ rồi mới cho chó ăn. Chứ mày coi luôn mà nó làm cho một nồi gì mà. Dạ. Người làm sao ăn không nổi. Rồi tao bữa đó tao cũng có nhắc mày ra là phải có thằng Thành Quy nha, cho nó ăn tiếp mình. Dạ. Vậy dạ, xe ở trên ở ngoài chắc là nguy hiểm luôn á, thăm bảy ban đêm là xe ở ngoài chắc là nguy hiểm. Coi chừng nó. Dạ, nó lấy sợ lắm. Một chiếc xe đó làm ăn đi núi lên không, thăm bảy này kia đó mất cái xe. Mày coi để tao nói cái vụ xe mất rồi, cái thằng trên này nó tên Toàn. Mà vợ nó là tên con Lan, mà chuyên môn nó làm ba cái đá này nè. Rồi nó mà làm riết rồi nó mệt á, cái nó chạy lên quán cà phê nó uống, nó mới để nó thất thì vô nói chuyện với bạn nó chút cái dây ra trở lại mất tiêu. Cái tụi ấy xe làm như nó có nghe nói là 2-3 chị phá là mày ơi. 2-3 chị phá rồi. Rồi cái cướp nhanh tay lắm, mọi cục đó là chứ không phải một chị phá đâu, nghe tụi nó nói vậy đó. Anh coi ban đêm coi chừng cẩn thận, rồi mà hai anh em mày không có tiền, không có xe về đường, chết bà luôn. Một cây mưa mà bắt bóp ha, giờ xanh rồi. Trời ơi, xanh mịt mày ơi, bí đào cũng có trái. Có trái quá trời luôn. Nó mất còn nhiều đây để bán nha. Mời mày đi đo huyết áp rồi, cái về tao chồng thêm. Với chồng ba cái mà
dưa hấu cho mày cho đó. Ừ, tao sống chồng, tao chồng thêm lần có trái rồi cái bán bậy nữa mày. Mình cũng khổ nha. Rồi coi lượm coi chở chồng 10 trái bí ha, 10 trái mà dưa hấu bằng lượm cả 10 ngày mà nhôm nhựa đúng, đúng chứ, rồi đúng rồi chứ đâu phải mình đây phòng xíu ăn mà đang gì vậy à, ăn bánh của phòng Cúc nó cho đó ý là con Thảo nó cho đó dạ Thảo tờ tao của tao của Cúc chờ ăn hết chưa chưa trời ơi con bậy ở đây mà con thương quá trời luôn rồi thương cực kỳ thương luôn thương quá thương luôn dạ. Về đến đây nữa dạ ông ăn bậy táo luôn rồi đó không phải gần hết nước á thấy chưa nước quan trọng mày à ừ. Con nói tiền cũng quan trọng mà nước quan trọng cực trời ơi đâu. Nước với gạo chứ dạ nước quan trọng cực kỳ nước cái nước trước nha gạo sau nha ừ. Đúng không mình nhìn nói 10 ngày mình không sao đúng không ừ. Nhìn nhìn nước ba ngày là đơn kiện trời ơi mình phát có bữa tao đi lượm nè đi lượm ba chai mũ ở nhà rửa mặt đánh răng rồi cái bắt đầu uống chút ha rồi chừng đi xuống dưới lượm hơi cái nó mệt á cái nó mệt cái nó bắt đầu khát nước rồi nữa, uống nước biển sao uống được dạ. Nó lè rồi nhà ở đó đâu có chỗ nhà đâu xin dạ. Ủa mà về tới nhà khang cuốn họng luôn dạ nó dễ lắm à. Khổ khổ bởi vậy mấy mốt đi là mấy chai bậy bằng một chai nước nhỏ ừ phải rồi mấy dạ. Chai nước nhỏ khát nước cũng khát nước bất thần lắm bữa nào nắng gắt đó khát nước mày ơi dạ. Ừ cũng bữa nào ấy khát nước chứ khát nước bất thần mà nhà cửa đâu xin dạ cũng khổ vậy chứ rồi về gánh bao nhiêu nhựa về tới nhà muốn le lử luôn giọng mệt mệt chứ mồ hôi nó đổ đó khát nước về gánh bao nhiêu nhựa về muốn le lử luôn khát quá trời hả mà mốt à lộng có bữa tắp vô bà ba mà mình không dám bả cứ tội nghiệp bả cũng tốt bụng bà cứ kêu lấy chai nước uống mình sợ lấy chai nước rồi thấy bà mất hết 10.000 bạc rồi ông phải lấy nước này có 5.000 thôi kêu uống nước thứ ngọt ngọt đó mà rồi cái tao dám uống uống đại đi rồi tao giả đò tao là thôi không khác rồi đi gì mà để cho bà bán ông bảy giờ ông bảy cứ lo chồng bây giờ bảy lượm bên chai lên đi chứ mua này bảy lo chồng bí đau đi ừ thì chồng bí đau ông bảy mốt là nếu mà đánh cái này sắp rồi năm mùa đông ha mà trồng đi trời mưa dầm á là bắt đầu lên á mà ông bảy mở đội tiền không luôn đó nha tiền chứ dạ. Tao trồng hai mấy giây ông ngoại cần giống không con mua nữa thôi có bữa hổm là con mua tao còn mấy bịch á còn à? Rồi bây giờ ương ngoại cũng mộ dạ, dạ. Ương ngoại bây giờ nó lên dạ. Vậy nhớ ông giờ mày cần giống vậy nè thôi bây giờ đâu cần gì nữa con ơi bây nè. Giờ đất có nhiêu mà cần trồng gì nổi nữa dạ. Nếu mà à. Mày cần giống vậy thì nó coi như có biết rồi vậy. Biết rồi đâu cần dạ. Bây giờ chỉ có dưa hấu con dạ. Yêu cầu mà chồng mời bắt đầu chồng đó mai chồng hả mời mai con mày chồng thế nào thôi con đi mai là 7 giờ mấy là đi đón áp á xong rồi về mày chồng rồi nha ừ vậy đâu có một xíu đâu có được 10 phút gì như đâu mà vậy đó nó đi núi mà dạ. Mày có gặp mặt nó la 7 gửi lời thăm nó nha dạ, dạ. Gắng làm tròn nhiệm vụ rồi khi nào gửi rảnh xuống thăm ông bảy dạ, dạ. Vậy hết tao có nói rồi coi chứ thân thiết nhất là có bọn mình tới lui như mày tới lui dạ, dạ. Chứ tao giờ rồi tới lui biết rồi cũng quen mẹ cũng mến mẹ dạ, dạ. Chứ tiền bạc của cải gì mà đâu có thành vấn đề chuyện đó nhưng mà tình nghĩa nó bao la hơn ví dụ gặp mặt nhau cho đầy ý nghĩa ví dụ bây giờ tao gặp mặt mày sao cho đầy ý nghĩa chứ gặp mặt nhau quýt ra rồi đi coi nó lãng xẹt rồi phải không gặp mặt nhau vỗ tay em anh đi từ thiện của mày cũng vỗ tay tao em đó là có ý nghĩa gặp mặt nhau cho đầy ý nghĩa vậy đó còn tám cũng vậy rồi con cháu nào cũng vậy đó chứ cái chuyện lặt vặt mình đừng có nghĩ làm tầm bậy tầm bạ rồi giận thì cũng nó vậy ha dạ. Thôi vậy đó. Thôi vậy con tranh thủ con về chứ xe ngoài nguy hiểm con chừng để ngoài nguy hiểm thôi bạn nghỉ ngơi nha để sáng 7 giờ là con sẽ có mặt tại đây con cho bạn sáng giờ đi đôi hát cáp nhé con dạ con coi xe chứ con cũng sợ lắm dạ, nói vậy đó ha ngày ngày con chơi bài lâu nhưng đêm không dám đâu sợ xe có lấy thôi ba ba bạn nha ba bạn rồi giờ ông bảy cứ đóng cửa lại đi con ra ngoài đúng, 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 đúng.
Dạ. Con về. Thôi cô chú chị bây về nha, xe ở ngoài sợ nguy hiểm lắm luôn á. Tại bây giờ đây thì tối á, Vy cũng ớn lắm. Vy thì không, Vy không có sợ mà cái này cái kia, nhưng mà Vy sợ mất xe thôi. Thôi à, Vy cảm ơn cô chú anh chị đã xem video Vy nha. Nếu mà yêu mến Vy thì cô chú chị cho Vy một lượt đăng ký like nha. Bye bye.